Hello mọi người nhé. Hôm nay dẫn mọi người đi thay lại cho khách hàng cái con cục wifi phụ. Hôm trước lắp một con nhưng mà nó bị cháy cổng lan. Bây giờ thay lại cho khách con Tenda F6 4 dâu này. Ngày hôm qua thì đến thay lại nhưng mà thiết bị nó cũng lỗi, cho nên không được. Bây giờ phải đi thay lại cái con khác. À, đi xay cái wifi bên đi. Bớ điện mong ngày anh tạm điện anh Tâm. Anh Huy ơi. Anh à. Chị ra đây. Em đi hết đấy. Vâng, ở đây nha. Vâng, ở đây nha. Đây đi vòng đi lên nữa. Vâng.
Nhất đáng ngân đấy ạ. Vâng. Vâng. Cái nó lên rồi anh nhá. Ở đây thì vâng, lên đây hả ca. Vâng lên đổi hạ ủng hộ. Đối với những cái modem phụ mà khách hàng hỏng thì anh em mình qua cũng đổi đổi cho khách hàng, chứ cũng khách hàng cũng chả phải mất tiền. Trong thời gian bảo hành thì anh em vẫn đổi cho anh cho khách hàng bình thường. Hôm qua thì mình đến mình sửa nhưng mà nó bị cháy cổng lan, xong rồi thay bằng cái con ứng cứu này để cho khách hàng xem tạm. Nhưng mà con ứng cứu này nó đắt anh em ạ. Con này tích bán ở trên hệ thống 700.000 một con như này. Cho nên mình phải lấy về để đi đổi ứng cứu cho nhà khác. Với lại con home wifi này nếu mà nó còn ở trên hệ thống Viettel mà không sử dụng cước nữa thì cái cục này sẽ bị khóa lại. Cho nên mình cũng chả mất thời gian đi mà đi mang mấy con này đi làm gì cả. Khách hàng bị khóa xong rồi mình lại phải đi đổi nó tốn thời gian, mất thời gian của mình. Cho nên khi khách hàng lắp thì mình đa phần là sử dụng cái wifi phụ. Thường ở đây anh em hay sử dụng là con Tenda. Đối với dòng Tenda thì anh em có hai dạng cài, thứ nhất là cài LAN to LAN. LAN to LAN thì anh em phải thực hiện tắt DHCP ở trên modem phụ đi nhá. Còn LAN to WAN thì anh em cứ cắm vào cái cổng WAN của modem phụ là nó sẽ có wifi. Cái địa chỉ truy cập của cái con modem phụ này là 192.168.0.1 đối với dòng Tenda. Còn TP-Link nó có 0.1 hoặc là 1.1 tùy con. Có con thì là 1.1, con thì 0.1. Bây giờ cũng là hơn 11 giờ, mình sẽ ra trung tâm lấy đồ và để chiều nay sẽ đi làm tiếp. Bây giờ 11 giờ 16 rồi. Video thay modem phụ cho khách hàng xin được kết thúc tại đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo.